Tâm An xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh đọc truyện Bụi Phố. Bây giờ là 11 giờ trưa, chúng ta lại được gặp nhau vào khung giờ phát sóng quen thuộc. Và không để quý vị phải mong chờ, ngay bây giờ thì Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị nội dung tập 9 của câu chuyện Tình trong đêm tối được viết bởi tác giả Nguyễn Phương Linh. Bản thân Tâm An bây giờ cũng đang rất là mong chờ cái kết này. Bởi vì cô gái tiên phương của chúng ta ngày hôm nay phải chiến đấu với những vết thương mà bà thu để lại cho cô và đến cuối cùng thì cái giá của bà thu phải trả là như thế nào rất rất nhiều những người khác ở bên cạnh phải trả giá ra sao nhất là hân một cô bạn thân phản bội người chị gái tên là ly một người lúc nào cũng ghen ghét với phương và đặc biệt là quân liệu rằng anh có tha thứ cho bản thân mình và bước tiếp cùng với phương hay không chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe những tình tiết cuối cùng của câu chuyện này và sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện này quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ và bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị rất rất nhiều. Và ngay bây giờ thì xin mời quý vị cùng lắng nghe tập 9, tập cuối của câu chuyện Tình trong đêm tối, tác giả Nguyễn Phương Linh qua giọng đọc của Tâm An. ngay tại thời điểm này quân từ ngoài cửa bước vào ánh điện trong nhà đã bừng sáng khi có sự tác động của anh và khi nhìn tôi nằm đó khỏi phải miêu tả cảm xúc của quân như thế nào tôi còn một chút ý thức tôi có thể nhìn ra bộ mặt của quân quân chạy tới ôm tôi vào lòng phương em làm sao thế này phương à tôi mở mặt máu mũi và miệng chảy ra khiến tôi không thể nào nói được quân đưa tay lên cố gắng ngăn đi những dòng máu đang chuẩn bị tuôn trào cứ mỗi lần cố gắng nói ra một lời gì đó là máu miệng của tôi chảy ra nhiều hơn tôi nhìn quân rơi nước mắt bây giờ được nhìn anh ở khoảng cách gần như thế này được tận mắt chứng kiến sự lo lắng của anh dành cho tôi tôi lại cảm thấy cảm động vô cùng phương à em làm sao thế này cố gắng chịu đựng một lát thôi. Tôi gọi xe cấp cứu rồi. Em cứ mở mắt nhìn tôi như vậy đi. Nhưng em đừng cố gắng nói. Tôi xin em. Tôi cố gắng lấy một chút sức lực cuối cùng, kéo tay của Quân đặt lên trên bụng của mình và chỉ kịp nói hai chữ. Em bé. Sau đó tôi nhắm mắt lại, hai tay buông thõng, còn Quân thì hét lên đầy đau đớn. Phương, Phương à, Em đừng bỏ tôi Tôi xin em Em mở mắt ra đi Anh em ruột thì sao chứ Từ trước tới giờ Tôi đối với em chỉ có tình cảm nam nữ mà thôi Cuộc đời lòng vòng như một lối mê cung Nhưng không thể nào dạo chơi được nữa Có hàng ngàn con đường Để con người lựa chọn thay đổi Đời người đúng là huyền ảo Tình yêu của tôi và Quân Chỉ thiếu một bước nữa mà thôi Nhưng tình yêu đó Đã đến lúc phải khép lại khi duyên số kết thúc, số phận đã an bài. Chúng tôi chỉ là những con người đi ngang qua đời nhau. Phương à, Phương, đừng bỏ tôi. Phải mất khá khá thời gian xe cấp cứu mới đến nơi. Đi theo đó là xe của cảnh sát. Quân đặt tôi nằm dưới đất, nhanh chóng chạy ra mở cổng cho họ. Lúc này Hân từ lầu 2 mới dám từ từ đi xuống, tiếp cận đến gần tôi cô ta chạm nhẹ vào người của tôi giọng nói run rẩy phương cô mở mắt ra nhìn tôi đi đôi mắt của tôi mờ hờ khi nhìn thấy hân đang ngồi trước mặt tôi mỉm cười nhưng lại không thể nào nói được gì cô cố gắng chịu đựng một lát xe cấp cứu đến rồi anh quân đi ra ngoài để mở cổng cho họ dù tôi không ưa cô nhưng tôi mong cô đừng chết Cô đừng xảy ra chuyện gì ảnh hưởng đến tính mạng. Nếu không cả cuộc đời này tôi không thể nào tha thứ cho chính mình. Tôi xin cô, Phương à. Chứng kiến cảnh tượng như thế này, tôi chỉ biết rơi nước mắt. Toàn thân của tôi đang rất đau, không thể nào cử động và không thể nào suy nghĩ được gì. Đội cấp cứu lúc này cũng vào tới nơi, đầu tiên họ bắt đầu cầm máu và nhanh chóng đưa tôi lên xe đẩy. Tự tin tôi lại thấy tim mình tỉnh táo một cách kỳ lạ. Nỗi đau xâm chiếm toàn bộ cơ thể như muốn chết đi. Cơ sao mắt của tôi lại không thể nhắm thế này. Còn dao trên người tôi đang được giữ nguyên. Đợi đến khi bệnh viện, họ mới rút ra và giao lại cho cảnh sát để phục vụ điều tra. Lúc này cảnh sát tới nơi, quân trình bày sơ qua rồi hân nhanh chóng bị áp dài ra ngoài. Cô ta không phản kháng, thái độ vô cùng bình tĩnh. Tôi đi cùng với các anh Nhưng mà không có nghĩa rằng tôi giết cô ấy Đợi Phương tỉnh lại Chúng ta sẽ biết chân tướng sự thật Tôi được đẩy ra ngoài xe Sự việc xảy ra đã được toàn bộ hàng xóm Đang đứng bên ngoài chứng kiến Tôi nhanh chóng được đưa lên xe cùng với quân Hình như bác sĩ tiêm cho tôi một liều thuốc giảm đau Bởi vậy mà tôi thấy Cơn đau bây giờ đã bớt đi rất nhiều Hai con mắt của tôi mở tròn nhìn vị bác sĩ lại một lần nữa Tôi lại nghĩ tới cái chết Giống như cái ngày mà tôi gặp tai nạn Quân nhìn vị bác sĩ kia Giọng nói gấp gáp Tình trạng của ấy thế nào ạ Bây giờ chúng ta phải tới bệnh viện Mới biết được Nhưng mà tình trạng của bệnh nhân này Hiện tại không ổn một chút nào Bị thương khá nặng, mất máu thì rất nhiều Không thể nào nói trước được điều gì Xin bác sĩ Xin bác sĩ hãy cứu lấy em gái tôi Tôi đã cố gắng cầm cự đến giây phút này, vì mong có thể đến bệnh viện một cách nhanh chóng, bác sĩ có thể cứu lấy tôi. Nhưng mà hình như liều thuốc vừa nãy bác sĩ tiêm đã hết tác dụng, những cơn đau cứ như vậy ập tới, máu miệng một lần nữa lại từ từ dâng trào và tràn ra bên ngoài. Quân nắm lấy tay tôi, anh lo lắng hét lên. "Phương, em làm sao thế này? Phương ơi!" Tôi lờ mờ nghe thấy chút âm thanh bên tai rồi ngất lịm. Bàn tay của tôi chẳng thể nào nằm trên bàn tay của anh nữa. Bác sĩ nhanh chóng dùng các biện pháp hồi tim cho tôi. Rất may, ngay sau đó, xe cấp cứu cũng dừng lại ở bệnh viện. Tôi được đẩy vào trong phòng cấp cứu, họ bắt đầu thực hiện các biện pháp hồi tim tiếp sức, nhưng nhận lại chỉ là những tiếng tút tút kéo dài. Bệnh nhân ngừng thở, thưa bác sĩ mọi người mỗi người một công việc họ bắt đầu cố gắng thêm một lần nữa để cứu lấy mạng sống của tôi và thật may mắn vì cuối cùng nhịp tim và hơi thở của tôi đã trở lại y tá nhanh chóng chạy ra ngoài báo với quân anh quân tình hình bệnh nhân đang rất nguy kịch chúng tôi đang làm các xét nghiệm và những chụp chiếu cần thiết để đưa bệnh nhân vào phẫu thuật gấp ý kiến người nhà thế nào bây giờ bác sĩ trực tiếp ra trao đổi với anh Tôi đồng ý. Chỉ cần cứu được mạng cô ấy, tôi đồng ý. Nhưng anh cũng biết, đây là một ca phẫu thuật mạo hiểm. Nếu anh đồng ý cho bệnh nhân phẫu thuật, anh ký vào một tờ giấy cam kết. Vậy có nghĩa là ca phẫu thuật này có thể không thành công. Đúng vậy. Xác suất là bao nhiêu chứ? Khoảng 40 trên 60. Nhưng dù sao chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Ý ý cô là 60% cơ hội. Ngược lại, là 60% không thành công. Vậy, hơn nữa bệnh nhân đang còn mang thai. Nguy hiểm lại càng nhân đôi. Mang thai ư? Tôi, tôi không biết chuyện này. Người nhà của cô ấy, anh trai của cô ấy. Tại sao anh lại vô tâm như vậy chứ? Đứa trẻ thì sao? Liệu có giữ lại được không? Mẹ còn khó giữ. Huống gì Đến chuyện giữ đứa con Anh có 30 phút để suy nghĩ Sau khi chúng tôi chuẩn bị hoàn thành các thứ cần thiết Anh cứ suy nghĩ đi Nếu như không còn gì Tôi xin phép Quân đứng ở đó Dãy hành lang vắng vẻ Chỉ còn lại những nỗi dằn vặt khó tả Một giọt nước mắt rơi xuống Không thể nào diễn tả được Những nỗi đau đang hiện hữu Hay là cứ để tôi biến mất đi Như vậy thì mọi hận thù Mọi niềm đau sẽ kết thúc thời gian rồi sẽ làm mọi chuyện nguôi ngoai sau đó trôi vào dĩ vãng sau khi cảnh sát rời đi trả lại không gian im ắng cho căn biệt thự ly trốn trong nhà kho từ từ bước ra trên tay là một chiếc điện thoại vừa mới ghi hình được một đoạn video cô ta ấn đi ấn lại không biết bao nhiêu lần để xem rồi lại nhấn rồi lại ngừng có đuôi lần lại muốn nhấn vào nút xóa đi ly ngồi sụp xuống một góc cửa cả gương mặt thất thần, từng ngón tay khẽ run, ấn lên màn hình gọi cho mẹ thu. đầu dây bên kia mãi sau mới nghe máy. ly nói như sắp khóc đến nơi. mẹ đang ở đâu? mẹ đang bận việc ở công ty. mẹ đừng nói dối con. con nhìn thấy hết rồi. rốt cuộc là con thấy cái gì? tại sao mẹ ác độc như thế? mẹ đã cố gắng bảo vệ cái gia đình này. thì tại sao? Mẹ lại càng làm ra những chuyện động trời như vậy chứ? Ly, con vừa nói cái gì? Thế chẳng nhẽ con định trở mặt và phản bội mẹ sao? Con không được phép làm như thế đối với mẹ. Con hiểu không? Mẹ có biết mẹ vừa làm cái gì không? Con đang ở đâu? Con đang ở nhà. Chẳng phải mẹ bảo tối nay con không được về nhà. Mẹ có biết mẹ giết cái phương rồi không? Mẹ vừa mới giết người con nhìn thấy hết tất cả rồi mẹ mẹ đừng có phủ nhận bây giờ mày ở yên đợi mẹ về và không được tiết lộ bất cứ điều gì mẹ quá tàn nhẫn mẹ tàn nhẫn với cả bà nội sợ mẹ định giết chết cả phương dù con không ưa nó nhưng đây là đạo đức nhân tính của con người con không thể tiếp tục bảo vệ một kẻ máu lạnh như mẹ con xin lỗi mẹ và con chúng ta cùng quay đầu lại có được không ạ chúng ta bây giờ không thể quay đầu được nữa nếu như con dám phản bội mẹ mẹ sẽ chết cho con xem mẹ đừng có mang cái chết ra dọa con mình làm việc sai trái như vậy là đủ rồi mày không phải là con của tao một đứa con có hiếu là phải luôn ngoan ngoãn nghe lời của mẹ mẹ chưa từng một lần yêu thương con cũng bởi vì con là con nuôi nên mẹ mới như vậy có đúng không Cả cuộc đời của mẹ sống để che giấu Và sống quá nhiều bí mật Tại vì mẹ bị bà nội phát hiện ra bí mật ấy Vì kiên quyết muốn bà che giấu Mà con đã đôi co qua lại với bà Và kết quả thì sao? Chính con là người đẩy nội xuống cầu thang Còn cuối cùng trở thành một con người độc ác máu lạnh Ác quỷ Sống hệt như mẹ Mày câm ngay cái miệng lại Con Con phải nói quãng đời còn lại của mẹ mẹ phải sống trong cô độc cả con và quân không ai có thể tha thứ cho mẹ mẹ làm ra những thứ đó mẹ đổi lấy được cái gì quyền lực ư tiền tài ư vậy thì lúc chết mẹ có mang theo được không tại sao mẹ đánh đổi gia đình để lấy những thứ đó trên cuộc đời này ngoài quyền lực và tiền ra tao không cần những thứ khác chuyện đã tới bước đường này con không còn mong mẹ có thể quay đầu. Con xin lỗi. Con không thể nào tiếp tục bảo vệ mẹ được. Con phải đi đây. Con phải rời khỏi căn nhà này. Rời xa một người mẹ độc ác. Lị nói xong liền chạy nhanh một mạch ra khỏi nhà. Khiến cho bà Thu không thể nào mà lường trước được sự việc. Dù gì bà Thu cũng chẳng yêu thương gì cô. Cô biết mình chỉ là một đứa con nuôi, không hơn không kém. Bản thân sinh ra đã thiếu thốn tình thương Suốt ngày chỉ được chiều hư Bằng sự ganh ghét đố kỵ Đến bây giờ Khi nhận ra hết vấn đề Ly liệu có thể quay đầu lại hay không Bà Thu tức giận Bà ta nhanh chóng lấy điện thoại Và gọi cho ai đó Còn Ly nó vừa trốn ra khỏi nhà Tôi cần cậu tìm ra nó ngay lập tức Và đưa nó về ngay cho tôi Tôi rõ Nếu mà có thể dùng vũ lực để đưa nó về đây thì cứ làm, không làm sao cả. Nhưng cô ấy không phải là con gái của chị sao? Chuyện này cậu không cần phải quan tâm. Tôi bảo cậu làm như thế nào? Cậu cứ làm như thế đi. Bà thù cúp máy đã đi đến bước đường này, không còn cách nào để quay đầu đâu. Lì nhanh chóng lái xe ô tô đi thẳng tới bệnh viện, nơi tôi đang cấp cứu, vì đã gọi cho quân biết nên tất nhiên ly cũng biết. Chẳng mấy chốc xe tới nơi, Lúc ly đến, tôi chuẩn bị được đưa vào phòng phẫu thuật. Ly nhanh chóng chạy vào trong, thì nhìn thấy Quân đang đứng ở ngoài hành lang chờ đợi. Chị tới rồi đây, Phương thế nào rồi em? Chuẩn bị được đưa vào phòng phẫu thuật. Thế bác sĩ nói thế nào? Tình hình có khảo quan không em? Chưa biết trước được điều gì đâu chị. Mong con bé tài quan hạn khỏi. Chị đến đây thì may quá. Lát nữa bác sĩ có dặn nếu trong quá trình phẫu thuật chắc chắn là cần người nhà để hiến máu em xét nghiệm cùng nhóm máu với phương à sao chị lại nói thế chúng ta là anh em ruột cơ mà tất nhiên là có chung một dòng máu chuyện này là dĩ nhiên tại sao cần phải hỏi chứ nghe tới đây ly có chút chột già cô ta lắc đầu ở đây đông người em ra ngoài kia đi chị có chuyện này muốn nói với em Em không thể đi được. Phương sắp được đưa vào phòng phẫu thuật rồi. Nếu như em không nghe, em phải hối hận đấy. Chuyện chị chuẩn bị nói có liên quan đến cả ba chúng ta. Chuyện gì? Sao ngoài này với chị? Mất mấy giây để suy nghĩ, cuối cùng Quân cũng gật đầu đồng ý. Hai người nhanh chóng tìm một nơi vắng người ở sau khuôn viên bệnh viện. Sau khi nhìn một vòng xung quanh, khi đã chắc chắn rằng xung quanh chỉ có hai người, ly lúc này quỳ xuống hai đầu gối chạm xuống nền đất hành động này làm cho quân khá bất ngờ chị ly chị làm cái gì thế này nước mắt của ly bắt đầu rơi xuống cảm xúc bắt đầu dâng trào quân à cả cuộc đời này chị có lỗi với em nhưng rốt cuộc là xảy ra chuyện gì chị mau nói em nghe dù sao chị cũng nên đứng dậy chị đừng quỳ thế này quân chị xin lỗi chị sẽ kể cho em nghe tất cả mọi chuyện sau khi em nghe xong dù em có đối xử với chị như thế nào chị cũng chấp nhận chị nói đi em không có nhiều thời gian trước hết chị và em không phải là chị em ruột cũng không phải là chị em cùng cha khác mẹ hay là cùng mẹ khác cha nói chính xác hơn là cả hai chúng ta không cùng huyết thống với nhà họ Trần. Phường mới chính là con ruột của bố, là người mang dòng máu nhà họ Trần em à. Chị Ly, chị có biết chị đang nói cái gì không? Nếu như em không tin, em có thể đi xét nghiệm ADN. Chị đã phát hiện ra bí mật của mẹ và chính mẹ thừa nhận với chị điều đó. Sau đó chị lén lấy tóc của bà, đi xét nghiệm. Và kết quả Chúng ta không chung huyết thống. Vậy thì bí mật này chị cất giấu bao lâu? Chị giữ bí mật này lâu như vậy là bởi vì muốn bảo vệ mẹ, bảo vệ gia đình chúng ta. Nhưng mà hiện tại chị biết những bí mật ấy không còn giúp ích gì. Gia đình chúng ta tan nát rồi. Chị còn chuyện gì? Em mong chị nói hết cho em. Em không ngờ chị và mẹ lại có những bí mật lớn như vậy thứ hai hân không mang thai chị và cô ta chỉ là muốn hợp tác với nhau để có thể đuổi phương ra khỏi nhà chuyện này là do chị đề nghị trước hóa ra mọi chuyện là do chị làm rốt cuộc em đối xử với chị tệ đến mức nào mà bây giờ chị quay lưng đối xử tàn nhẫn với em như vậy chứ em là đàn ông em không nói ra không có nghĩa rằng em không biết đau không có nghĩa là em không biết dằn vặt chị sai rồi quân à lúc đó đầu óc của chị quá mê muội chị biết cũng không thể nào đem những lý do ra để phủ nhận cho những việc mình đã làm nhưng mà chị nói nhanh đi em không thể nào kiên nhẫn được rồi người đẩy bà nội xuống cầu thang là chị lúc đó khi bà phát hiện ra bí mật của mẹ phát hiện ra chúng ta không phải là con cháu nhà họ trần bà rất tức giận chị chị chỉ là vô ý chỉ lỡ tay thôi chị đẩy bà ngã xuống chị rất hối hận mấy ngày hôm nay không có ngày nào chị được yên giấc đêm nào chị cũng gặp ác mộng đến nước này em không còn gì để nói tại sao chị lại có thể trở thành một con người mất nhân tính như vậy chứ và chuyện cuối cùng chị muốn nói với em có liên quan đến phương chuyện gì người mà đâm dao vào người phương đẩy con bé xuống cầu thang chính là mẹ mẹ ư làm sao có thể tin được chứ chị có quay được một đoạn video nay chị đưa nó cho em đây là sự can đảm cuối cùng của chị em có thể đưa nó cho cảnh sát hoặc là có thể tiêu hủy nó Bây giờ mọi chuyện cũng bị bại lộ Chị cũng không muốn che giấu thêm Cũng giống như em Chị cảm thấy mệt mỏi lắm Những chuyện chị biết Này chị nói hết cho em rồi Chị không mong em có thể tha thứ Không mong em có thể giống như ngày xưa Đối xử tốt với chị Nhưng có một điều Chị phải cầu xin em Xưa này là mẹ Hay nghe theo em nhất dù không chung huyết thống Nhưng chị biết Mẹ rất rất yêu thương em Chị xin em Xin em cứu lấy mẹ của chúng ta Bây giờ mẹ chỉ còn lại mỗi mình em thôi Em bảo vệ mẹ có được không Dù mẹ nhận tâm như thế nào Có xấu xa như thế nào Em đừng bỏ rơi mẹ Coi như là chị xin em Quân à Chị còn muốn bảo vệ mẹ sao Chị muốn em bảo vệ bằng cách nào mọi chuyện nó trở nên như thế này đáng lẽ ra ngay từ đầu em không nên bảo vệ không nên tiết lộ sự thật sớm hơn đến bây giờ nhiều người bị hại như vậy em thấy ân hận vô cùng sự sự thật gì rốt cuộc là sự thật gì nữa cả cuộc đời này chị không cần phải cảm thấy có lỗi với em em cũng xấu xa giống chị người chị cảm thấy có lỗi chính là phương kia kìa Chúng ta có lỗi với cô ấy Gia đình cô ấy Người đứng sau chủ mưu vụ tai nạn đó Chính là mẹ của chúng ta Em nói cái gì? Mẹ hại chết bố sao? Chính em đã xác nhận Và mẹ cũng thừa nhận với em rằng Em cứ tưởng cả đời này Mình phải sống trong ân hận dai dứt Để mang ơn và thay mẹ bù đắp cho Phương Và mọi tội lỗi Sẽ gánh vác lấy thế nhưng mà nhưng mà mẹ không thể quay đầu được đâu quân à chúng ta phải làm gì đây chị tạm thời tránh mặt đi với tính cách của mẹ em không nghĩ rằng mẹ có thể tha thứ cho chị dễ dàng đâu đợi sau khi phương hoàn thành xong cuộc phẫu thuật này em nhất định tìm mẹ nói rõ mọi chuyện nếu như mẹ không đồng ý quay đầu bỏ lại hận thù đằng sau em chỉ có cách đưa hết mọi bằng chứng cho công an đó chính là cách duy nhất để bảo vệ và cứu được mẹ của chúng ta nhưng nhưng cái gì chị còn do dự cái gì chuyện không thể nào cứu vãn được hay là chị đợi đến lúc nạn nhân tiếp theo là cả chị và em thôi được rồi chị sẽ nghe lời của em bà nội bây giờ cũng tỉnh rồi nếu chị còn chút hối hận và nhân tính mau chóng sang bên bệnh viện nơi bà điều trị để chăm sóc bà giúp em. Quân à, đến bây giờ em còn dành cho chị sự tin tưởng sao? Em nghĩ rằng chị không phản bội em đâu. Cũng mong chị có thể làm một việc quay đầu để khiến nội tha thứ. Chị mau lái xe của bệnh viện nội đang nằm đi. Em tính trước cả rồi. Sau đó hai người hãy đến một nơi mà em sắp xếp. Chị cô qua đấy, có người của em ở đó đưa chị đi. Tạm thời chị và nội cứ tránh mặt một thời gian. Chắc chắn mẹ không để yên cho chúng ta đâu. Nhưng còn em thì sao quân? Em ở lại đây. Chị yên tâm. Mẹ không thể nào làm hại được em. Vậy chị đi đây. Chị nhớ cẩn thận an toàn. Đừng có chủ động liên lạc với em. Em có cách để liên lạc với chị và nội. Đến lúc chúng ta phải cứu mẹ. Em không để cho mẹ đi sai đường lạc lối. Chị tin em. Bảo trọng nhé. Chị chờ tin tốt từ em. Vậy là từ bây giờ, sự thật Quân và tôi không phải là anh em ruột đã được Ly xác nhận. Chỉ tiếc rằng Quân biết sự việc này quá muộn. Hiện tại còn chưa biết ca phẫu thuật cứu mạng sống của tôi có thể bình an hay không. Ly nhanh chóng, cẩn thận rời đi. Trong lòng vẫn đinh ninh một chút sợ hãi. Chị ta cố gắng chấn an bản thân. Sau đó thận trọng, lên xe rời khỏi bệnh viện. Ly không lái xe đi mà tự gọi cho mình một chiếc taxi, sau đó đi tới bệnh viện mà bà nội đang điều trị để thực hiện kế hoạch Quân đã đề ra. Quay trở lại phòng bệnh, Quân biết được tất cả mọi sự thật thông qua Ly, mặc dù chưa xác nhận tất cả những việc ấy, liệu có đúng 100% hay không, nhưng chắc chắn anh đang cảm thấy khổ sở và bế tắc. Chẳng mất bao lâu thời gian Tôi được đưa vào phòng phẫu thuật. Hiện tại tôi đang nửa tỉnh nửa mê, đầu óc thấy cực kỳ mơ hồ. Lúc được đẩy ngang qua dãy hành lang, tôi mở mắt lờ mờ nhìn thấy bóng dáng của Quân đang chạy tới. Anh chạm tay tôi như muốn an ủi, muốn nắm lại, nhưng mà không có sức nên tôi đành chịu. Anh và các bác sĩ nói chuyện trao đổi với nhau, mất có khoảng 1 2 phút là xong xuôi. Sau đó Quân ngồi xổm xuống trước đầu cáng xe. Anh giữ vững tư thế, thủ thì vào tay tôi vài điều. Phương, em phải cố gắng chịu đau, một chút thôi, em nhất định phải khỏe lại. Tôi ở bên ngoài này, tôi đợi em. Tôi nhắm mắt lại, bác sĩ cùng cáng xe được đẩy vào trong, cánh cửa khép lại, ca phẫu thuật của tôi được bắt đầu. Cũng may là nhóm máu của tôi không thuộc nhóm máu hiếm, nên ngân hàng máu của bệnh viện dĩ nhiên dự trữ rất nhiều điều này phần nào làm cho tôi vơi đi nỗi lo lắng trong lòng quân dù sao những người cùng máu mù với tôi đều đã mất hoặc sức khỏe đang yếu như bà nội thì không thể nào cho máu được từng giây từng phút qua đi quân như ngồi trên đống lửa đã mấy giờ đồng hồ trôi qua cánh cửa phòng phẫu thuật mãi chưa mở anh đợi xong xuôi thu xếp về nhà một chuyến Chuyện công ty cũng đang rất rối rắm, Nhiều chuyện đợi anh xử lý Đang xếp hàng dài Anh thở dài mệt mỏi Ánh nhắt như muốn chịu xuống Bây giờ nếu tôi có thể tận mắt chứng kiến Cảnh anh suy sụp như vậy Tôi chắc chắn sẽ đau lòng Cuối cùng sau vài ba tiếng đồng hồ Tôi được các bác sĩ và y tá Đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật Nét mặt có chút nhẹ nhõm Quần đứng dậy Nhanh chóng chạy tới Bác sĩ tháo khẩu trang trên nét mặt không gọi là mãn nguyện cho lắm, nhưng anh nhìn bác sĩ sốt sắng hỏi: Tình hình thế nào rồi ạ? À? Chúng tôi phải huy động ba chuyên khoa phẫu thuật cho bệnh viện này. Bệnh nhân bị đa chấn thương rất nặng, hơn nữa lại còn đang mang thai. Tất nhiên đứa trẻ này không thể giữ được vết thương do rào đâm khá sâu. Tuy nhiên lại không phải đâm vào những vị trí hiểm. đau thì chỉ bị chấn thương nhẹ, chúng tôi băng bó và đang theo dõi, chụp CT lại một lần nữa xem bệnh nhân trong thời gian tới có bị tình trạng tụ máu hay là xuất huyết não hay không. Và vấn đề quan trọng. Bác sĩ cứ nói à? Chấn thương quá nặng. Ngã từ độ cao tương đối nên quá trình hồi phục rất là khó khăn. Ý của bác sĩ. Khả năng đi lại của bệnh nhân hiện tại chúng tôi chỉ dự đoán 50% có thể sau khi hồi phục, tùy vào cách điều trị của bệnh nhân này trị liệu, khả năng đi lại có thể mất đi. Ý của bác sĩ là cô ấy có thể bị liệt, có đúng không ạ? Theo như chúng tôi chụp chiếu và tiến hành phẫu thuật, đưa ra kết luận thì 50% có thể như vậy. Với cả trước đây bệnh nhân cũng từng bị tai nạn và có để lại di chứng. Nói chung bây giờ không thể nói trước được điều gì cũng có thể nhiều bệnh nhân cố gắng trị liệu khả năng đi lại chiếm tận 80 đến 90%. Nên người nhà cũng nên không quá lo lắng. Chúng tôi chỉ muốn thông báo những trường hợp có thể xảy ra. Vậy bây giờ phải mất bao lâu? Cô ấy mới có thể tỉnh lại à? Cũng tùy vào thể trạng của bệnh nhân. Có người hai, có người 3 ngày, có người một tuần hoặc là có thể lâu hơn. Sau khi tỉnh lại, bệnh nhân phải thực hiện ít nhất 2 đến 3 ca phẫu thuật nữa thì mới giải quyết được triệt để các vị trí bị chấn thương. Vâng, cảm ơn các bác sĩ. Sau khi bác sĩ rời đi, tôi được đẩy vào phòng chăm sóc đặc biệt. Hiện tại thì quân không được vào. Trời lúc này cũng sáng hẳn. Vậy là một ngày mới đến, quân để tôi lại bệnh viện. Anh dặn dò y tá một số chuyện rồi nhanh chóng rời đi. Cảnh sát cũng liên lạc không ít cuộc điện thoại. Nhưng anh chưa có thời gian để đến đó viết rõ bàn tường trình. Anh cần đi tìm một người, cần xác minh một sự thật, sau đó mới yên tâm đến đồn cảnh sát mà khai báo hết tất cả mọi sự việc mà anh biết. Anh lái xe mà ngày hôm qua Ly đề lại để trở về nhà. Trên đường đi anh không biết đã gọi bao nhiêu cuộc điện thoại cho bà Thu, nhưng kết quả đều nhận được bằng ba chữ thuê bao bận. Linh cảm như có chuyện không hay anh đưa chân đạp chân ga mạnh hơn rồi nhanh chóng đi về nhà. Căn biệt thự to lớn lúc này bị vây kín bởi người. Anh dừng xe ở một khoảng cách khá xa rồi nhanh chóng chạy bộ vào. len lòi qua đoàn người, anh mới chạy vào tới nhà của mình. Và anh giật mình khi nhận ra. Cảnh sát đang tiến hành lục soát, chị Thơm giúp việc cũng biến mất. Căn nhà trống trơn, không còn một ai một viên cảnh sát có quen biết với quân là người bạn học cũ liền chạy tới quân hùng à sao mày ở đây mày chưa biết chuyện gì sao có chuyện gì thế sao cảnh sát lại tới nhà tao đông thế này sáng sớm hôm nay cơ quan tao nhận được một đơn tố cáo cùng các bằng chứng liên quan đến vụ việc công ty mày có hành vi trốn thuế cô thu là mẹ mày bị tố giác là lợi dụng chức quyền biển thủ công quỹ có hành vi lừa đảo khách hàng và các cổ đông có liên quan tại sao lại có chuyện này được chứ tao chưa nghe ai thông báo gì bên tao có lệnh khám xét nhà riêng còn một bên nữa đang khám xét bên công ty của mày bọn tao đến đây không thấy mẹ mày đâu có lệnh bắt khẩn cấp mày cũng nên đi theo tao về đồn để điều tra là chỗ quen biết tao không muốn làm khó mày tao chỉ muốn thông báo cho mày biết thế thôi đây là nhiệm vụ tao không thể nào tiết lộ quá nhiều Trước mặt, mày cứ bình tĩnh. Chứng cứ đã có hết rồi sao? Vậy mày cũng biết là ai không? Công ty thành lập đến nay đã hơn 20 năm. Không có chuyện làm ăn gian dối trốn thuế và lừa dối khách hàng. Chứng cứ thì có. Giờ chỉ cần điều tra thêm là xong. Lát nữa mày theo tao về trụ sở công an làm việc. Mày cũng là người của công ty, nên dĩ nhiên là có liên quan. Trốn thuế là chuyện rất nghiêm trọng, không phải là chuyện đơn giản đây là chưa kể các bằng chứng buộc tội mẹ mày có sẵn tao hiểu rồi mày làm tiếp nhiệm vụ đi quân thất thần ngồi xuống ghế hóa ra mẹ anh không nghe điện thoại là có lý do mọi chuyện bây giờ đến lúc bị vỡ lẽ phải chăng đây chính là lúc gia đình anh phải trả giá sau khi quân rời đi hoàng trực tiếp đến phòng bệnh mà tôi đang điều trị trước đây tôi có đăng ký người bảo hộ của tôi là hoàng nên anh cũng gọi là có chút quyền quyết định thay tôi anh đi tìm gặp bác sĩ chuyện tôi tới một phòng bệnh đặc biệt hơn bác sĩ có nói tình hình của tôi đang rất nguy kịch nên bệnh viện muốn chuyển tôi sang một bệnh viện khác bởi vậy tính mạng và sự an toàn của tôi hoàng lúc này cũng đành bó tay cuộc phẫu thuật đã trôi qua mất mấy tiếng lúc này trời đã quá trưa cũng là lúc hoàng được vào bệnh viện để thăm tôi mặc dù tôi chưa thể nào tỉnh lại nhưng trong tâm trí trong tiềm thức tôi vẫn nghe rõ được mọi thứ mọi âm thanh đang chuyển động quanh mình bởi vì tôi cảm nhận được sự sống điều đó luôn thôi thúc tôi phải nhanh chóng tỉnh lại phương à anh không thể nào chờ đợi thêm được họ đã suýt giết chết em anh không thể nào đứng nhìn em phải mong chóng tỉnh lại để xem họ bị trừng phạt như thế nào đợi đến lúc đó anh sẽ đưa em rời khỏi đây chúng ta sẽ bắt đầu một cuộc sống mới quân được đưa đến trụ sở cảnh sát để lấy thêm lời khai cũng như chất vấn một số chứng cứ tài liệu có liên quan phải đến tận tối mọi chuyện mới có thể thư thả ra một chút cuối cùng quân cũng được ra bên ngoài hiện tại công an chưa tìm ra chứng cứ chứng minh rằng Công ty của anh trốn thuế Mọi chứng cứ họ đang có Tất cả chỉ nhắm vào bà Thu Quần mệt mỏi Đứng trước trụ sở công an Phải nói thế nào mới diễn tả hết Tâm trạng dối bời của anh lúc này Quần ghé vào một quán nước gần đó Lấy điện thoại ra Sau một hồi tìm kiếm Anh gọi cho ai đó Alo ai vậy Là em Quần đi à Cuối cùng em cũng liên lạc với chị Chị có mở điện thoại của chị lên không? Chị không được sử dụng nó đâu đấy. Chị sợ không dám mở máy điện thoại, chị dám dùng máy và sim mới mà em chuẩn bị cho chị thôi. Chị và bà nội thế nào? Chỗ đấy có ổn không? Ừ, chị và bà ổn. Ở đây y tá cũng đến xem tình hình của nội nên em cứ yên tâm. Hiện tại em không thể nào đến thăm chị và bà nội. Đợi em sắp xếp mọi chuyện xong, em sẽ đến. Chị không cần phải lo lắng mọi việc cứ liên lạc với em qua số điện thoại này nhé nhưng mà ở nhà mọi thứ có ổn không em gặp mẹ chưa em hiện tại chưa gặp ở nhà không sao đâu chuyện công ty em cũng lo liệu được thế còn ca phẫu thuật của phương có thành công không đang còn phải trải qua vài ba ca phẫu thuật thì mới có thể chắc chắn chị ở đấy chăm sóc nội giúp em ừ ừ chị biết rồi Quần cúp máy, sau đó lại nhấc máy và gọi cho một người vô cùng quen thuộc. Gọi mãi gọi mãi, chỉ là nghe những tiếng tút tút báo bận. Quần thở dài, không muốn gọi thêm nữa, nên đành bất lực đứng dậy, trả tiền nước rồi đi bộ trên đường. Vừa rời đi được một đoạn ngắn thì điện thoại của anh lại đổ chuông, thấy số máy lại hiển thị, quần mất vài giây đắn đo, sau đó anh mới nhấc máy. Alo, quần à, là mẹ, cuối cùng mẹ cũng chủ động liên lạc với con mẹ đi vào đường cùng dưới con ơi mẹ đang ở đâu mẹ nói cho con nghe con đến đấy với mẹ không được mẹ không thể quay đầu được quân ơi mẹ không thể mẹ à chỉ cần bây giờ mẹ quay đầu đang còn kịp mà rốt cuộc là con lại biết những chuyện gì hả tất cả những việc xấu xa mẹ làm chị ly nói cho con nghe hết rồi bao gồm cả chuyện con chỉ là con nuôi và việc mẹ cố tình hại chết phương vậy thì cuối cùng con cũng biết mẹ là một người mẹ độc ác rồi sao nhưng tại sao mẹ phải làm ra những chuyện như vậy chứ con đừng bao giờ hỏi mẹ lý do bây giờ mẹ tính thế nào công ty đang bị điều tra mẹ đang ở đâu nếu mẹ như thế này thì suốt quãng đời còn lại con không chắc có thể tha thứ cho mẹ đâu còn biết ai là người khiến mẹ ra nông nỗi này không? Chính là đứa con hoang đấy. Nó đã làm gia đình của mình tan nát. Cả cuộc đời này, mẹ chưa chết. Thì nó đừng mong được sống yên ổn. Nhưng Phương khổ lắm rồi mẹ có biết không? Cô ấy còn không biết sống hay chết. Sự sống thì mong manh. Mẹ làm ơn. Mẹ buông bỏ hết hận thù đi. Mẹ quay đầu đi. Con đã giao hết chứng cứ cho cảnh sát rồi mày vừa nói cái gì con vừa giao hết chứng cứ cho phía công an rồi bao gồm cả đoạn video mẹ hại phương con tố cáo mẹ rồi mày mày đúng là một đứa ăn cháo đa bát tao nhận nuôi mày từ hồi bé tại sao mày lại làm thế với tao nếu như mày làm như vậy thì mày đừng mong tao có thể quay đầu mày và con phương cứ chờ đấy tao nhất định phải để chúng mày sống trong địa ngục bây giờ mày phản bội tao mày chọn nó chứ gì chị em chúng mày là một lũ ăn cháo đá bát biết vậy năm xưa tao có chết tao không để cho bí mật nhận nuôi hai đứa mồ côi như chúng mày mẹ mẹ à mẹ đầu dây bên kia cúp máy với sự tức giận quân cũng đành bất lực không biết nói gì thêm cho dù có gọi lại bao nhiêu cuộc chỉ nhận được thuê bao không có chút tín hiệu anh tức tốc bắt taxi và chạy nhanh tới bệnh viện nơi lúc này phương đang điều trị vừa đến phòng bệnh cũ mà tôi nằm bây giờ được truyền sang một chỗ mới sau một hồi hỏi thăm cuối cùng thì quân cũng biết được chính xác phòng bệnh mà tôi đang nằm lúc này gần nửa đêm tôi tỉnh lại sau khi thuốc mê đã hết tác dụng bác sĩ khá bất ngờ khi nhìn thấy tôi tỉnh lại sớm như vậy vừa mở mắt ngoài bác sĩ và y tá vây quanh thì còn có cả hoàng lúc này tôi mới biết mình vừa từ cõi chết trở về tôi chỉ mở đôi mắt nhìn bọn họ rồi lại mệt mỏi nhắm hờ mắt tôi thấy chân tay không còn sức lực các cơn đau cứ như vậy ập đến từ đầu đến chân không thiếu bất cứ bộ phận nào sau một hồi kiểm tra bác sĩ y tá và hoàng rời ra khỏi phòng để lại mình tôi ở đó ngoài hành lang sau khi trao đổi xong với đội ngũ y bác sĩ hoàng thờ phào nhẹ nhõm đang định quay lưng bước vào trong thì thấy quân xuất hiện hoàng nhìn quân biểu hiện của anh khá bình tĩnh không có gì ngạc nhiên nhưng quân thì khác anh ấy bước đến dõng dạc nói với hoàng sao anh ở đây câu đó tôi nên hỏi cậu mới đúng thực ra quân có chút gọi là quen biết hoàng do hai người từng là đối thủ kinh doanh anh có biết người nằm trong kia không tại sao anh lại tùy tiện đổi phòng điều trị cho phương tôi là người giám hộ của cô ấy bởi vậy tôi có quyền và có tư cách tại sao cậu bất ngờ lắm đúng không trên đời này không phải chuyện gì cậu cũng biết được đâu anh chính là người đứng sau âm thầm giúp đỡ cô ấy trong suốt thời gian qua đúng chắc cậu cũng khá bất ngờ Vậy anh cũng chính là bố của đứa bé trong bụng Phương sao? Đứa bé bây giờ không còn, đáng lẽ ra tôi không muốn nhắc tới, nhưng tiện đây, tôi nói luôn cho cậu nghe, đứa bé xấu số đó chính là con của cậu. Cậu thực sự rất tệ, chàng trai à. Cậu có biết Phương trong thời gian qua nó đau khổ như thế nào không? Cậu và gia đình cậu sống hết đời này cũng không trả hết nợ cho cô ấy đâu. Quần ngờ người Dù sự thật khó có thể chấp nhận Nhưng ngoài cách phải tin Anh không còn lựa chọn nào khác Còn Phương cô ấy tỉnh lại chưa? Vừa tỉnh xong Nhưng tình hình hiện tại cần phải theo dõi liên tục Cô ấy tự thở lại bình thường Nhưng để an toàn hơn Thì bác sĩ vẫn cho cô ấy thở bằng máy Tôi... Tôi có thể vào gặp cô ấy một lát Có được không? Cậu nghĩ cô ấy sẽ không phản ứng gì nếu như nhìn thấy cậu sao? Xảy ra biết bao nhiêu chuyện như vậy, cậu nghĩ rằng cô ấy có thể bình tĩnh và tiếp nhận cậu. Tôi biết mọi chuyện xảy ra không phải là lỗi của cậu, nhưng cậu ít nhiều cũng liên quan. Thầy cậu khó xử tiều tụy như thế này, tôi cũng rất khó có thể xử lý. Dù trước đây trong làm ăn có một số lần xích mích, nhưng thương trường là chiến trường, tôi không để bụng. Nhưng đây là ân hệ cuối cùng mà tôi dành cho cậu. Cậu còn 5 phút để gặp Phương. Nhưng cậu đừng làm gì, đừng nói gì khiến cô ấy kích động. Sau đó hãy rời đi. Cậu phải trả lại cho Phương những ngày tháng bình yên chứ. Cảm ơn anh. Tôi chỉ cần 5 phút là tôi thấy đủ rồi. Cậu đi vào đi. Tôi đứng đây giờ cậu. Nói xong Hoàng chủ động rời đi, để lại quân ở hành lang bệnh viện. Hít một hơi thật sâu, nắm chặt tay để lấy chút tinh thần. Quân từ từ mở cửa đi vào phòng bệnh mà tôi đang nằm điều trị. Tất nhiên trước khi vào, anh được y tá đưa cho chiếc khẩu trang, một chiếc mũ lưới đội và một bộ quần áo bảo hộ, sau đó sát trùng từ trên xuống dưới. Quân bước vào nhìn thấy tiếng động, tôi mở mắt, cố gắng nhìn ra phía trước xem xét. Bóng dáng người đàn ông cao lớn bước vào, càng nhìn, tôi lại càng thấy bóng hình ấy quen thuộc làm sao. Quần bước đến gần tôi, dù có bị khẩu trang và đội mũ, tôi vẫn nhận ra đối phương là ai. Đôi mắt đỏ hoe như mang theo bao nhiêu mệt mỏi và tội lỗi, anh nhìn tôi. Dù có đau đớn ra sao, nhưng nhìn anh như vậy, tôi lại thấy thương vô cùng. Anh ghé sát xuống gần giường bệnh của tôi, anh một chân trống xuống, sau đó sát đầu vào giường tôi khẽ lay đầu trách đầu sang bên phải để nhìn quân em còn đau không khi nghe tin rằng em tỉnh lại tôi không biết phải diễn tả cảm giác như thế nào những ngày tháng qua em vất vả khổ sở quá rồi tôi xin lỗi bởi vì không thể bảo vệ được em như lời tôi hứa bây giờ chắc chúng ta phải đi tới tương lai rồi phương à Tôi cố gắng đưa tay lên thao ống oxy đang gắn trên miệng của mình xuống. Tôi đã có thể tự thở lại bình thường nên việc này không quá quan trọng. Quận khá hốt hoảng khi nhìn thấy hành động của tôi. Lúc đó tôi chỉ khẽ gật đầu một cái cho anh yên lòng. Tại sao bây giờ? Khi vừa từ cõi chết trở về, tôi lại thấy bản thân không còn hận thù, nhưng lòng tôi lại nặng chịu thế này. Hai môi của tôi tái nhợt sau cuộc phẫu thuật khỏi phải nói gương mặt xanh xao như thế nào tôi nhìn anh thều thào cố gắng thờ đều để lấy sức anh không cần phải cảm thấy có lỗi với tôi em vừa tỉnh lại đừng nên nói gì tôi không muốn vì tôi mà em lại khổ không sao hiện tại tôi thấy mình rất ổn tôi thay mặt mẹ xin lỗi em em cứ trừng phạt tôi và gia đình tôi đi đây là cái giá mà chúng tôi phải trả cho những lỗi lầm đã gây ra cho em anh không có lỗi gì tất cả là do tôi là do tôi bước vào cuộc sống của gia đình anh trước lỗi một phần là do anh không thể nào cũng như đổ mọi lỗi lầm lên đầu một ai đó được cả đời này tôi không mong nhận được sự tha thứ của em bởi vậy em cứ ghét tôi em cứ hận tôi như ngày xưa đi tôi xin em đây Tôi chưa bao giờ hận anh. Tôi chưa bao giờ ghét anh cả. Tại, tại, tại sao? Bởi vì anh là anh ruột của tôi. Chúng ta là một gia đình. Mẹ anh, mợ thu mới là người có lỗi. Anh không có lỗi gì. Tôi tha thứ cho anh. Bởi vậy, anh đừng cảm thấy say dứt cũng như phiền lòng vì tôi. Tôi không phải là anh trai ruột của em. Chúng ta không cùng chung huyết thống. Chỉ có em mới chính là con ruột của bố. Còn tôi và Ly chỉ là con nuôi do mẹ tôi không có khả năng sinh con. Chuyện này trước đây được giấu kín, đến bà nội cũng không biết. Bà nội ư? Ừ, bà nội khỏe chưa? Bà nội tỉnh rồi, chị Ly đang chăm sóc nội. Em đừng lo, đợi em khỏe hơn một chút, tôi đưa em tới thăm nội. Anh cha cũng biết bí mật mà tôi giấu kín rồi chứ. Bí mật gì? Rằng con của chúng ta mất rồi. Nói tới đây tôi đau đớn khôn nguôi. Nỗi đau thể xác làm sao có thể đau bằng. Nỗi đau tinh thần cơ ghim sâu vào trong hồi ức. Tôi là một thằng tội. Đáng lẽ ngay từ đầu tôi không nên bước vào cuộc sống của em. Nói tới đây tôi mới nhớ Chính tôi là người bước vào cuộc sống của anh trước Bởi vậy Bây giờ tôi là người bước ra Sự thật tôi và anh Và chị Ly Không phải là anh em ruột Tôi cũng biết trước khi mợ thu đâm Tôi đã tìm được chú Hoan Và biết được mọi chuyện Thông qua một video Mà bố Đạt đã ghi lại từ trước Thế tại sao em không nói ra Tại sao em nói dối tôi Chuyện chúng ta không chung huyết thống tôi không muốn nói bởi vì tôi muốn bảo vệ anh và chị ly mợ thu tôi đã nhầm rồi tôi không nghĩ điều đó bây giờ lại không còn cần thiết phương tôi trả lại cho em tất cả tôi sẽ đem những chứng cứ ấy để giao cho công an tôi sẽ không thể nào để cho mẹ làm ra những chuyện xấu xa anh nói anh trả lại cho tôi tất cả vậy thì anh trả lại mẹ trả lại bố chị thủy cho tôi đi trả lại những tháng ngày bình yên cho tôi đi tôi nói chuyện trong hoàn cảnh thế này thực sự trong lòng tôi cảm thấy khó chịu lắm anh cũng đừng nên lo lắng tôi ổn cả thôi nhìn anh thế này cũng không ổn chút nào anh nên để ý bản thân mình trước thật ra có nhiều lúc cố gắng không muốn nghĩ về anh nhưng không hiểu tại sao tôi lại luôn làm ngược lại khi biết chúng ta không phải anh em ruột tôi không biết nên vui hay nên buồn bây giờ mọi thứ đã xa rồi nhưng ký ức thì nó còn lại tôi chưa thể nào quên bởi vậy mong rằng đây là lần cuối cùng chúng ta nói chuyện với nhau bởi vì hiện tại cứ nhìn thấy anh là lại khiến cho tôi đau lòng quần như chết lặng lúc này tôi nghiêng đầu về hướng góc tường anh cũng hướng ánh mắt đi nơi khác dường như anh đang khóc mất một phút sau quân mới nói tôi có thể hỏi em thêm một câu không anh hỏi đi trong lòng em đã có khi nào em dành một chút tình cảm đặc biệt cho tôi không không có bắt đầu không có chia tay không có kết thúc câu hỏi đó bây giờ còn quan trọng hay không anh chưa từng thử cố gắng vì tôi bởi vậy tại sao tôi phải cố gắng dành tình cảm cho một người lạnh lùng như anh chứ tôi biết tôi biết thấy được những gì cần thấy và nghe được những gì mà tôi cần nghe rồi thời gian thăm em không còn nhiều em nghỉ ngơi dưỡng bệnh cho tốt em yên tâm tôi sẽ không xuất hiện trước mặt em tôi phải trả hết tất cả những gì mà tôi đã vô tình cướp mất của em. Nếu không phải là tôi thì chắc chắn sẽ có người thực sự xứng đáng có được tình yêu ấy. Chúc em bình an. Đừng bao giờ tha thứ cho tôi. Tôi chỉ muốn em biết em luôn ở trong tâm trí của tôi. Dù biết là hơi muộn nhưng tôi muốn nói ra ba chữ anh yêu em tạm biệt quân nói xong liền rời đi không gian lúc này trở nên im lặng và đáng sợ tôi quay mặt ra ngoài đôi mắt nhìn ra ngoài cửa đầy luyến tiếc giọt nước mắt cứ mãi rơi xuống không ngừng chẳng biết phải quên đi quá khứ bằng cách nào đây không biết quân đã rời đi khỏi căn nhà này bao nhiêu lâu mà sao tôi buồn lòng thế này dù anh không có mặt ở đây tôi cứ cảm thấy khó chịu và khổ sở cho đến khi hoàng bước vào tôi mới kịp nhận ra không gian lúc này không chỉ còn một mình tôi nữa tôi nhìn hoàng hai con mắt không dám mở to bởi vì sợ bị anh phát hiện hoàng kéo ghế lại ngồi sát cạnh giường tôi em còn thấy đau ở đâu không bây giờ em chỉ cần nghỉ ngơi chú ý đến sức khỏe những chuyện khác em không cần bận tâm tôi thay em xử lý hết tất cả nhé tôi nhìn hoàng dù có đang đau đến cỡ nào tôi phải cố gắng nở một nụ cười em thấy đang còn đau nhưng mà em sẽ cố gắng anh đừng lo lắng nhé ừm nhìn em cười nhẹ như vậy trong lòng anh cũng thấy yên tâm phần nào may mắn là bởi vì em còn có anh vừa anh cho phép quân vào thăm em em không trách anh đấy chứ em làm sao có thể trách được anh em và anh ta bây giờ cũng chả còn gì hết chúng em lại không có quan hệ huyết thống bởi vậy từ giờ trở đi không có lý do gì để gặp nhau cả bố em cũng mất rồi đợi em khỏe lại em sẽ đón bà nội lúc đó coi như em không còn dây dưa gì với mẹ con anh ta nữa anh đã nộp đơn tố cáo bà thu và giao cho cảnh sát những chứng cứ mà hai anh em mình thu thập trong thời gian vừa qua chỉ tiếc là bà thu bà ta đang bỏ trốn chưa bị bắt đi tiến hành điều tra được nhưng em yên tâm sớm muộn gì bà ta cũng bị bắt thôi sự an toàn của em có công an bên ngoài túc trực em không cần lo lắng họ muốn lấy lời khai của em nhưng anh chưa đồng ý vì anh nhận thấy tình hình sức khỏe của em chưa ổn định phải đợi vài ba hôm nữa xem sao anh hoàng anh nghĩ em làm như vậy có ác không công ty ấy là sự nghiệp bà nội và bà bố em mất công gầy dựng bây giờ lại đến tay em hủy hoại đi công sức lớn lao ấy chuyện này không phải là lỗi của em công ty đó đến nay có rất nhiều lỗ hồng như vậy chính là do sự quản lý của bà thu em không cần phải cảm thấy có lỗi cái gì là của mình dù thất lạc thì cuối cùng cũng quay về với mình còn cái gì không phải của mình dù có dấu kiến có cất giữ đến cùng cũng mất thôi em sẽ không bao giờ tha thứ cho người đã giết chết cả gia đình em đến cả đứa trẻ nhỏ chưa kịp chào đời cũng rời bỏ em mà đi dù bà ta có ngồi tù cả đời này cũng không thể nào trả hết được những nỗi đau mà em phải chịu đựng kìa phương em bình tĩnh em cần phải sống tiếp phải mạnh mẽ kiên cường sống quãng đời còn lại trong niềm vui và hạnh phúc được em sẽ cố gắng sau khi bà thu trả giá em phải quên đi hết quá khứ em phải sống thêm một cuộc đời mới đúng mạnh mẽ lên bây giờ em nghỉ ngơi nhé vợ mới tỉnh lại bác sĩ dặn dò không được giao tiếp quá nhiều cũng như là cử động mạnh đâu đột nhiên bây giờ tôi mới cảm thấy cơ thể của mình rất lạ tôi cảm thấy có chút gì đó sai sai tôi đưa người mất vài giây toàn thân của tôi cứng đờ và không cử động được anh hoàng chân của em không có cảm giác gì thế này hoàng không bất ngờ khi nghe câu hỏi thắc mắc của tôi anh bình tĩnh nói với giọng như trấn an tôi chắc là do thuốc gây mê đang còn tác dụng nên hiện tại em chưa thấy cảm giác gì em cố gắng nghỉ ngơi một hai ngày là ổn ngay không nếu còn thuốc gây mê tại sao em có tỉnh tỉnh lại từ vết thương ở đầu và vết đâm ở bụng em đều cảm thấy đau chỉ có chân của em em không có cảm giác anh hoàng tại sao em không nhấc chân của em lên được thế này anh hoàng kìa phương em bình tĩnh nghe anh nói em không bị làm sao cả em phải tin anh nhưng em không cảm nhận được có phải em bị liệt rồi đúng không có khi nào suốt quãng đời còn lại em phải ngồi trên xe lăn không anh trả lời thật cho em biết đi. Em xin anh. Tôi khóc và gào thét trong vô vọng, tôi muốn đứng dậy và đập nát hết tất cả mọi thứ ngay trước mắt, nhưng hiện tại, một chút sức lực tôi cũng chả có. Hoàng nhanh chóng ôm tôi, cố gắng giúp tôi kiềm chế cơn tức giận chuẩn bị bộc phát. Phương à, em bình tĩnh lại, hít thở đi, không được căng thẳng, nghe anh nào tôi dần dần trở lại trạng thái bình thường tôi thở đều hơn vì nếu không làm như vậy tôi lại kích động và rơi vào trạng thái hôn mê hoàng ngồi xuống chậm rãi vuốt nhẹ những sợi tóc đang lòa xòa trước mặt tôi em nghe anh tình hình hiện tại của em không tệ như em nghĩ em phải còn trải qua ít nhất hai đến ba lần phẫu thuật bởi vậy em phải mạnh mẽ gấp một trăm lần bình thường à không phải một nghìn lần thì càng tốt chân em không bị liệt, tương lai em không cần phải ngồi xe lăn. Bởi vì em ngã từ trên cao xuống, chân của em chỉ tạm thời chưa thích ứng kịp. Sau này em khỏe hơn một chút, em sẽ được các bài trị liệu, vận động, hồi phục lại sức khỏe. Lúc đó, em chạy có khi nhanh hơn cả anh. Thế nên, em không được lo lắng gì. Em nghe chưa? Nghe Hoàng phân tích như vậy, ánh mắt hoàn toàn một màu đáng tin khiến cho tôi không thể nào đưa ra một chút lý lẽ nào để phản biện cũng như tức giận với anh hoàng là một người tốt và quá đỗi chân thành nhiều lúc tôi còn hoài nghi về điều đó nhưng hiện tại khi nhìn anh chăm sóc tôi tôi hoàn toàn tin tưởng không một chút nghi ngờ một tháng sau đó thời gian trôi qua rất nhanh chưa bao giờ tôi nghĩ rằng có những khoảng thời gian lại nhanh đến như vậy tình hình hiện tại tôi ổn hơn rất nhiều bác sĩ đang theo dõi tình hình sức khỏe của tôi xem đủ điều kiện để thực hiện ca phẫu thuật lần hai hay không tôi cũng khá lạc quan dù hiện tại tôi chẳng cảm thấy vui vẻ là bao hàng ngày tôi phải học các bài trị liệu và tập đi khởi động chân nhưng chỉ nhích được vài bước tôi lại cảm thấy rất mệt chân không có sức để đi tiếp ngoài ra thi thoảng tôi còn được gặp bác sĩ tâm lý để tư vấn tinh thần giúp tôi giải tỏa căng thẳng, nỗi sợ và cả sự hận thù trong lòng hầu như ngoài thời gian tôi nằm trên giường bệnh thì thời gian còn lại tôi ngồi trên xe lăn dù hòa ngỡ bên cạnh hết mực chăm sóc nhưng mà tôi cứ cảm thấy cô đơn tôi buồn nhiều lắm kể từ lần cuối ấy tôi chưa gặp lại quân thêm lần nào không biết anh có sống tốt hay không Tôi có đọc báo thấy công ty anh phá sản do các cổ đông thu vồi hết vốn. Bà Thu bị truy nã và chưa bị bắt. Lúc này tờ di chúc mà bố để lại chẳng còn ý nghĩa gì. Nhưng nó lại cho tôi biết kha khá sự thật mà tôi không ngờ tới. Hoàng nói bà nội được xuất viện và chị Ly đang chăm sóc. Nhưng bà nội không còn minh mẫn giống như trước kia. Bà đi không được và nói không được nhiều. Còn về quân tuyệt nhiên hoàng không nhắc tới bởi lẽ anh ấy cũng không muốn tôi phải buồn không muốn tôi nghĩ về những chuyện đau đớn trước kia hôm nay trời không nắng lại trong xanh chỉ còn vài ngày nữa là bắt đầu tiến hành cuộc phẫu thuật lần hai nên tôi khá hồi hộp và có chút lo lắng cô y tá đưa tôi xuống khuôn viên sau bệnh viện để hít thở chút bầu không khí lấy tinh thần đột nhiên từ xa tôi thấy hình bóng ai đó rất quen thuộc như nhìn thấy tôi mà người đó muốn bỏ chạy tôi lấy hết hơi thở của mình đang có và gọi thật to anh quân người đàn ông nghe thấy tiếng gọi bước chân đang chạy bỗng nhiên khựng lại mặc dù không phải ở khoảng cách gần nhưng tôi lại khá chắc chắn về việc người đó chính là quân anh quân là anh có phải không cuối cùng người đàn ông ấy quay lại và tôi đã đoán chính xác đã hơn một tháng nay tôi mới gặp lại quân bộ dạng hiện tại của anh tệ hơn tôi tưởng rất nhiều trông anh gầy đi càng nhìn tôi càng không thể nào diễn tả xem mình dành bao nhiêu sự xót xa cho anh quân tiến lại với khoảng cách gần nhìn anh mệt mỏi không có chút tự tin nào tôi quay đầu lại nói nhỏ với chị y tá em khát nước quá chị có thể đi mua nước giúp em được không em muốn nói chuyện với người này một chút liệu người này có an toàn không người này có đáng tin tưởng không dạ không sao đâu chị em quen biết người này họ cũng không làm hại em em đảm bảo với chị chị đi mua giúp em thôi được rồi chị đi lấy nước cho em nhưng mà chị chỉ cho em gặp người này một lát thôi nhé điện thoại cầm trên tay có chuyện gì phải gọi ngay cho chị chị y tá sau một hồi nghe tôi thuyết phục cũng đồng ý chị ấy đi không gian lúc này chỉ còn mình tôi và quân anh có khỏe không tôi vẫn khỏe vậy là tốt rồi thế còn em em thế nào như anh thấy rồi đấy tôi bây giờ ổn hơn rất nhiều so với tháng trước chân em hồi phục chưa chưa hoàn toàn hiện tôi đang điều trị nhưng mà chắc chắn sẽ sớm hồi phục bà nội dạo này thế nào bà nội vẫn khỏe chưa nói được gì nhiều đi lại khó khăn nhưng may mà có chị ly chăm sóc nên không vất vả cho lắm đợi một thời gian nữa khi tôi hồi phục tôi sẽ về thăm nội chắc là nội cũng rất nhớ em và muốn gặp em tôi nghe chuyện công ty phá sản anh ổn chứ anh có cần tôi giúp gì không số tiền phải bồi thường tuy rất lớn nhưng mà tôi có thể xoay sở được em đừng lo còn hân thì sao cô ấy ra khỏi đồn công an rồi có đúng không ừ nghe nói hình như là vậy tôi không biết bây giờ hân đi đâu từ lâu chúng tôi không liên lạc không liên lạc á vậy đứa con của hai người thì sao cái thai trong bụng cô ấy không có cái thai nào cả tất cả chỉ là nói dối hân không mang thai Nghe đến đây tôi cũng tự hiểu, tôi không muốn bới móc quá sâu vào những chuyện khiến cho Quân tổn thương. Hôm nay anh tới đây muốn gặp tôi, có đúng không? Thế tại sao anh bỏ chạy? Tôi nghĩ mình không đủ tư cách. Bây giờ tôi ở đây, anh có chuyện gì muốn nói với tôi? Anh nói đi. Chuyện mẹ tôi gây ra cho em, thật lòng tôi cảm thấy hổ thẹn khi phải đối mặt với em như thế này những chuyện mẹ tôi làm giờ đây có pháp luật xử lý chuyện tôi cần làm tôi cũng làm hết sức mình hôm nay tôi đến đây muốn nói lời tạm biệt với em tạm biệt với tôi anh định đi đâu tôi định vào trong sài gòn bắt đầu lại từ đầu chị ly và nội vẫn ở đây đợi tôi ổn định phần nào tôi đón họ vào sau căn biệt thự bây giờ tôi bán đi rồi sau này em muốn thăm nội tôi cho em địa chỉ vậy bây giờ mọi người ở đâu bà nội và ly ở lại ngôi nhà nhỏ ngày xưa tôi mua cho quỳnh ở đó cũng khá yên tĩnh thích hợp cho bà nội anh suy nghĩ cẩn trọng chưa phải suy nghĩ thì tôi mới dám đến đây nói lời chia tay với em lần cuối chứ chắc tôi phải ở hẳn trong đó tôi có mấy đứa bạn tôi vào theo chúng nó làm ăn làm lại cuộc đời Tự nhiên tôi cảm thấy ai nấy vô cùng. Những sự thù hận đến nay chẳng còn ý nghĩa gì. Vậy là sau ngày hôm nay chúng ta không bao giờ gặp lại nhau sao? Cũng không hẳn là không bao giờ, chỉ là tôi không muốn sự xuất hiện của tôi làm em nhớ đến những chuyện đau lòng trong quá khứ. Em yên tâm đi, sau hôm nay em không còn nhìn thấy tôi, tôi cũng không thấy em. Coi như chúng ta đã khép lại một chương đầy sóng gió và đau khổ của cuộc đời từ nay mong em sống bình yên đợi đến khi công an bắt được mẹ tôi lúc đó tôi trả lại cuộc sống cho em nghe xong tôi biết là đến lúc chúng tôi phải chia tay thật tâm trong lòng tôi vẫn còn dành tình cảm cho quân rất nhiều cho dù thế nào tôi vẫn luôn muốn anh nằm trong tầm mắt của tôi nhưng có lẽ bây giờ chúng tôi cần phải tách biệt nhau. Vậy thì chúc anh có một chuyến đi bình an. Chúc anh sẽ tìm được một cuộc đời mới. Tạm biệt anh. Phương à, tôi có thể ôm em một lần được không? Tôi gật đầu, Quân cúi xuống, dịu dàng ôm lấy tôi. Giây phút này tôi muốn bật khóc biết bao nhiêu, chỉ muốn nói rằng tôi tha thứ cho anh, tôi muốn anh ở lại bên tôi. Nhưng mà tôi lại không thể mở lời Em ở lại mạnh khỏe Em vẫn luôn ở trong tâm trí của tôi Tạm biệt Sống tốt nhé Quần buồn đôi tay Quay mặt bước đi không nói thêm một lời nào Giây phút anh quay lưng đi Cũng là lúc tôi rơi những giọt nước mắt hối tiếc muộn màng Cũng đúng thôi Đây là lúc từ biệt Và chấm dứt cho mối tình nhiều giang dở này Tôi lúc này rất buồn với những chuyện đang xảy ra. Chị y tá quay lại mà tôi không biết. Lúc này trong thang máy không có ai. Chị y tá đẩy chúng tôi vào. Tôi không để ý. Chị y tá lúc này đẩy tôi lên tầng 10, tầng cao nhất của bệnh viện. Chứ không phải là tầng 5, nơi phòng bệnh tôi nằm điều trị. Chị này, hôm nay em gặp người đó. Chị có thể giữ bí mật giúp em được không? Chị đừng nói cho anh Hoàng biết Nhưng bình thường chị y tá đi cùng tôi nói rất nhiều Vậy mà từ lúc tới giờ Chị ấy không nói với tôi câu nào Kìa chị Chị có nghe em nói gì không ạ Bỗng nhiên một giọng nói từ lâu Tôi chưa nghe thấy vang lên Trong không gian nhỏ hẹp Của thang máy Đã lâu không gặp Nhìn mày trông khỏe nhỉ Bật giác tôi dùng mình nhanh chóng quay đầu lại đằng sau thì nhận ra gương mặt của người quen. Mợ Thu, mợ... Tại sao mợ ở đây? <laughs> Đến thăm con gái. Con khỏe chứ? Khi tôi nhận diện ra gương mặt của mợ, cũng là lúc tôi biết nguy hiểm, đang cận kể bản thân. Khung cảnh lúc này làm tôi hoảng loạn biết bao nhiêu. Thang máy dừng lại ở tầng 10, mợ thu từ phía sau, đẩy xe lăn về phía trước nếu như ngày trước tôi có thể phản kháng nhưng bây giờ tôi đang bị thương hai chân không thể di chuyển tôi chỉ sợ làm mợ ấy kích động lại xảy ra những chuyện không hay mợ thu nhìn chằm chằm vào tôi nở ra một nụ cười đáng sợ ánh mắt ngoài sự hận thù ra không còn gì có thể diễn tả cuối cùng mợ cũng chịu xuất hiện sao ta phải xuất hiện cũng là lúc tao biết mình sắp sửa chết nhưng trước khi chết tao phải kéo mày đi cùng mợ không thay đổi một chút nào tôi khuyên mợ đến bây giờ mợ nên quay đầu đi đang còn kịp mợ thu không nghe tôi nói trợn trừng mắt lên nhìn tôi mợ còn dùng tay bóp chặt lấy miệng tôi mày đã làm cho cả gia đình tao tan nát hai đứa con tao nuôi từ bé cũng phản bội tao đến người chồng tao hết mực thương yêu cũng bị mẹ con mày cướp tao đã đâm mày mấy nhát tại sao mày không chết đi mợ đừng đổ lỗi cho tôi tất cả là do mợ là do chính tay mợ làm mợ gây ra bây giờ mợ phải trả giá con người mợ quá độc ác mợ không những muốn giết tôi mà mợ muốn giết chất tất cả mọi người sự hận thù trong lòng mợ quá độc ác mợ không buông bỏ được người cuối cùng nhận mọi hệ lụy đau khổ chỉ có duy nhất một mình mợ thôi vì mợ mà tôi mất luôn đứa con Đứa bé đó cũng chính là cháu của mợ Mang thai sao? Đúng Tôi có con với quân Thế thì chắc mày đau lắm nhỉ Bây giờ mày hiểu cảm giác của tao rồi đúng không? Đời mẹ làm thì đời con phải chịu thôi Khi xưa khi biết tin mẹ mày ngoại tình với chồng tao Lúc đấy tao đang mang thai đấy Tao đã rất sốc tao đã đến đường tìm tới nơi và tao bị sẩy thai. Sau đó tao không thể có con được nữa. Nhưng sau cùng tao già vờ mang thai rồi sinh ra thằng Quân. Cũng bị mẹ đó bỏ rơi. Tao đã thuê người biến già thành thật. Mày có hiểu cảm giác lúc đó không? Không ngờ mấy năm sau, chồng tao vẫn bí mật qua lại với mẹ mày và sinh ra một đứa con hoang như mày. Nếu như tao biết từ trước, chắc chắn Tao sẽ giết mày Chứ không phải đợi mày lớn lên như bây giờ Không sao Bởi vì bây giờ chúng ta cùng chết Nói xong Mợ đẩy tôi ngã xuống đất Kèm theo cả chiếc xe lăn Da thịt của tôi cọ sát với nền bê tông Làm chảy xước Những vết thương nho nhỏ này Làm sao lớn bằng vết thương trong lòng chứ Mợ thù lấy điện thoại gọi cho ai đó Rồi nhanh chóng cúp máy còn tôi cố gắng lấy hết sức nhoài người dậy quỳ xuống hai tay chắp vào nhau những chuyện mẹ tôi gây ra với mợ mẹ tôi cũng gánh hết hậu quả rồi bây giờ tôi xin mợ mợ bình tĩnh lại đi bây giờ nếu tôi chết đi mợ mới có thể rũ bỏ hết tất cả những oán hận trong lòng thì tôi chết nhưng tôi chỉ xin mợ mợ đừng làm những việc khiến những người yêu thương mợ phải tổn thương anh quân anh ấy rất yêu thương và lo lắng cho mợ hình như mày rất yêu con trai của tao đúng lúc lắm vừa hay tao cũng mới liên lạc cho đứa con trai phản bội ấy đến đây chỉ một lát nữa thôi chúng mày được đoàn tụ với nhau rồi tao cho chúng mày chết luôn một thể một lúc sau đó không mất quá nhiều thời gian cánh cửa trên tầng thượng lại được bật mở và người bước vào không ai khác chính là quân lúc này đồng thời theo sau không biết bao nhiêu là cảnh sát Cùng với y tá bác sĩ Bà ta kích động Lấy trong túi áo một khẩu súng Đưa ra và nổ súng về phía tôi Tất cả ai nấy đều hoàng hốt Đột nhiên Tôi thấy một lực đang che chắn giúp mình Lạc quân Viền đạn đã găm hẳn vào tay của anh Quần đầu đớn ngã xuống Mợ thu nhìn vậy nhưng sắc mặt không hề thay đổi Mợ ta nhanh chóng chạy lại Kéo tay lên ra chỗ gần lan can Chỉ cần các người manh động Tôi và cô ta cùng nhau nhảy xuống dưới kia Quần lúc này bị thương Cánh tay dì máu Nhìn tôi một cách đầy đau đớn và xót xa Lúc này Hoàng xuất hiện Anh nhìn tôi và nói to Phương Em yên tâm đi Anh nhất định cứu được em Đứng giữa danh giới mong manh hiện tại Tôi không biết phải làm thế nào Quần cố gắng đứng dậy, tay còn lại cố gắng nắm chặt cho vết thương khỏi dì máu. Anh từng bước từng bước tiến lại gần phía tôi. Mẹ à, con đến rồi đây. Mẹ con gì với mày? Tao yêu thương mày hết mực. Vậy mà mày lại đối xử với tao? Mày phản bội tao? Mẹ, bây giờ mẹ chỉ cần bỏ xuống xuống. Mẹ bỏ Phương ra, mẹ đưa tay cho con. Chúng ta làm lại từ đầu, con không bao giờ bỏ rơi mẹ nhưng tao không muốn sống đã đi đến bước đường này làm sao có thể quay đầu được chứ mợ thu lạnh lùng nổ súng ngay trúng bụng của quân lúc này anh mới thật sự không chịu được mà ngã quỵ cảnh sát lúc này đồng loạt đưa xuống về phía của mợ thu nhưng hiện tại tôi đang ở cùng với mợ nên họ không thể nào manh động anh quân anh đừng cố thuyết phục mẹ anh nữa mợ ấy không thể quay đầu được đâu anh càng nói lại càng bị thương mẹ mày đừng gọi tao là mẹ mẹ thực sự muốn giết chết con sao tao nói mày câm miệng cơ mà mày câm ngay mau chảy một lúc càng nhiều nhìn quân như vậy tôi xót xa đến mức bật khóc nước mắt cứ như vậy rơi xuống tôi nhận thấy lúc này mợ thu tay cầm súng không còn kiên định có chút run rẩy. Nhân cơ hội này, tôi nhanh chóng lấy sức nhòi người ra và cướp lấy khẩu súng. Mợ thu bỗng nhiên bị bất ngờ, chúng tôi rằng co khẩu súng. Và cuối cùng khẩu súng nằm yên vị trên tay tôi. Tôi cố đứng dậy, đang cố bước đi, thì mợ thu kịp đứng dậy nhanh tay, túm lấy tóc của tôi. Cảnh tượng này khiến ai chứng kiến cũng đều thót tim hai người tôi và mợ thu lúc này đều ngã nhào ra không trung rất may lúc đó tay tôi bám được vào miếng sắt lan can và tay còn lại đang kéo mợ thu chúng tôi đang treo người lơ lửng trên không trung bao nhiêu sức lực bây giờ tôi dồn hết vào đây mày bỏ tay tao ra kiểu mợ mợ không chết được mợ phải sống để trả giá cho tất cả những lỗi lầm tôi không cho phép mợ chết người như tao Sống cũng không đủ trả hết sự ân oán này. Thả tao ra đi! Nó đến đây mợ tự động buông tay. Cố gắng dùng tay còn lại để kéo tay tôi ra khỏi tay mợ. Mợ thu ngã từ tầng 10 xuống. Lúc này thực sự tôi không còn dũng khí để nhìn. Tôi thở dốc hoảng loạn, không còn cảm xúc. Một cánh tay của quân đưa ra. Phương, đưa tay cho tôi. Tôi đưa tay còn lại cho quân. Sức anh cũng mệt nên không thể nào trụ được lâu. Anh quân, anh buông tay em ra đi. Anh đang bị thương. Nếu có như thế này, anh mới là người chết. Anh buông tay em ra đi. Tôi không buông. Tôi không để em chết như vậy được. dần mày lúc này Hoàng chạy tới, chung sức kéo tôi lên. Không biết tình hình của mợ thu khi nhảy xuống phía dưới thế nào. Chỉ biết đám đông vây kín, Lực lượng công an cũng không ít Các bác sĩ y tá cũng được huy động Tôi lên đến nơi Chân có thể đứng vững Đúng là một phép màu Khi vừa treo người lơ lửng trên không trung Tôi cứ tưởng rằng Mình đã sắp chết Tôi quay sang nhìn quân Hai vết thương bị trúng đạn đang dì máu Anh quân à Trước mắt anh cần gặp bác sĩ Anh bị thương rồi Anh xin lỗi bây giờ anh phải xuống phía dưới xem mẹ anh thế nào dù bà ấy có làm ra những chuyện xấu như thế nào thì bà ấy vẫn là người cưu mang nuôi nấng bà ấy là mẹ của anh anh thay mặt bà ấy xin lỗi em chưa nói xong câu cả người quân ngã nhào về phía tôi anh nhăn mặt đầy đau đớn đôi mắt nhắm hờ nhìn tôi anh quân anh quân anh tỉnh lại đi anh có nghe em nói gì không tôi khóc giây phút này tôi có cảm giác như mình sẽ mất đi một người mà mình yêu thương các bác sĩ y tá nhanh chóng có mặt họ bảo tôi tránh ra một bên tôi phải vịn vào người của hoàng mới đứng lên được tôi nhìn hoàng khóc nức nở anh vỗ nhẹ vào lưng tôi an ủi không sao đâu cậu ấy sẽ ổn thôi em đừng quá xúc động trong khi các bác sĩ xem tình trạng của quân thì bỗng nhiên máu miệng của anh bắt đầu chảy ra giống như bị xuất huyết bệnh nhân ngừng thở rồi nhanh chóng di chuyển bệnh nhân xuống phòng cấp cứu trong lúc đợi cáng các bác sĩ nhanh chóng hô hấp nhân tạo giúp quân giây phút này tôi thực sự gục ngã tôi nhìn anh quả thật tôi còn dành cho anh rất nhiều tình cảm dù có từng phủ nhận hay cố quên nhưng tôi không thể anh ơi anh đừng bỏ em một cơn đau đầu ập đến đầu óc của tôi bắt đầu quay cuồng tôi không còn thấy rõ những gì trước mắt tôi bám chặt vào tay của hoàng giọng nói run rẩy anh hoàng em thấy mệt lắm em không chịu được nữa rồi nói xong tôi ngã xuống đất cùng quân cả hai chúng tôi đều được đưa vào phòng cấp cứu giây phút ấy tôi không còn biết gì nữa một tháng sau đó tôi đang ngồi trên giường bệnh từ khung cửa sổ nhìn ra ngoài trời hôm nay cũng xanh không khí mát mẻ lại làm tôi nhớ đến ký ức của một tháng trước kể từ ngày ấy trong phòng cấp cứu tôi một lần nữa rơi vào tình trạng hôn mê mấy ngày sau tôi mới tỉnh lại nhưng rồi sau đó lại phải tiến hành một ca phẫu thuật lần hai lúc tôi tỉnh lại tôi có hỏi hoàng về tình hình hiện tại của quân nhưng đều không có kết quả chỉ biết rằng anh qua cơn nguy kịch và ca phẫu thuật thành công. Sau đó có người chuyển anh tới một bệnh viện khác. Nên Hoàng không thể nào biết thêm một thông tin nào về anh. Còn mợ thu, mợ qua đời sau khi ngã từ tầng 10 xuống đất. Mặc dù đội bảo hộ ở phía dưới, các y bác sĩ hết mức cứu chữa, nhưng mợ không qua khỏi. Nguyên nhân tôi nghe kể khi rơi xuống, thân người mợ ấy va đập mạnh vào tường nên mới bị thương nghiêm trọng tôi khá bất mãn về cái chết ấy nhưng dù sao đến bây giờ mọi hận thù cũng buông bỏ tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều đã đến lúc mọi chuyện kết thúc ai sai ai đúng bây giờ không còn quan trọng chúng ta bây giờ phải sống cho hiện tại cũng không thể nào sống trong ký ức đầy nỗi đau của quá khứ tôi sẽ quên hết đi và bắt đầu một cuộc sống mới trên tay tôi đang cầm một lá thư của một người giấu mặt người đó đã nhờ y tá đưa cho tôi từ hôm qua tôi nhận được nhưng do phải tập trị liệu khá mệt nên tôi tạm thời cất đi bây giờ tôi mới chợt nhớ và mở ra đọc gửi em có lẽ khi bức thư này tới tay em anh đã đến một nơi rất xa dù anh biết tất cả đã mãi xa rồi chỉ có những ký ức ở lại nhưng anh vẫn mong em có thể quên hết đi và tiếp tục sống một cuộc đời mới. Chưa bao giờ, anh nghĩ mình lại dùng cách cách này để nói lời tạm biệt với em. Chắc em đang muốn mắng chửi anh là kẻ hèn nhát, vô lương tâm. Nếu em nghĩ như vậy, anh sẽ vui, bởi vì ít ra em đang còn dành một chút cảm xúc ít oi cho anh. Em đừng bao giờ tha thứ cho mẹ và anh nhé. Nếu may mắn được sống lâu hơn một chút, anh muốn mình phải sống trong đau khổ sống trong nỗi dằn vặt đó chính là sự trừng phạt xứng đáng nhất anh có thể nghĩ ra cho bản thân anh chạy trốn rồi còn em ở lại nhớ đừng sống anh mau chóng bình phục mau khỏe lại đi đứng bình thường để làm những việc em thích ăn những món em thích xin lỗi em người mà tôi yêu nhất anh rất muốn chuộc lại mọi lỗi lầm và muốn chăm sóc cho em nhưng suy nghĩ lại anh có tư cách gì chứ anh chẳng thể mang lại hạnh phúc cho em vậy anh còn cố lưu luyến làm gì trong thâm tâm anh cầu chúc cho em hạnh phúc với một người đàn ông nào đó hết lòng vì em anh đã đánh rơi tình yêu của em giữa chặng đường tấp nập phương à anh xin lỗi anh yêu em anh không thể nào bảo vệ được em và con dù hơi hoang đường nhưng nếu thực sự có kiếp sau anh mong ông trời cho chúng ta một cái kết thật đẹp anh đi rồi em nhớ chăm sóc bản thân nhé tạm biệt em cô gái anh yêu nhất đọc đến đây nước mắt tôi không ngừng rơi xuống rồi cuối cùng quân lại chọn cách để nói lời chia tay với tôi hình ảnh cuối cùng về anh trong ký ức của tôi chính là anh nằm đó nhắm mắt lại với những vết thương đang dỉ máu chắc là anh đau lắm nhưng tôi lại chẳng thể nào có cơ hội để chăm sóc cho anh hai năm sau thời gian trôi qua thật nhanh giống như mọi chuyện mới xảy ra ngày hôm qua sau hơn một năm điều trị tôi hoàn toàn bình phục mặc dù còn một số di chứng để lại nhưng không đáng lo rất may mắn là chân tôi đi lại bình thường chỉ thi thoảng trái gió chờ trời, trời mới đau một chút tôi vẫn ở hà nội tôi vừa mới xin việc làm phiên dịch tại một công ty của nhật nói chung công việc làm giờ hành chính nên cũng nhàn không có gì gọi là vất vả hoàng muốn tôi về công ty của anh làm nhưng không thuộc chuyên môn của tôi nên nhất quyết tôi từ chối hai năm qua chúng tôi vẫn bên nhau nhưng với tư cách là những người bạn Lời hứa trao đổi năm xưa, anh đã hoàn toàn từ chối và không nhận lời. Anh nói so với việc làm vợ, tôi thích hợp là một người bạn hơn. Dù rất ái náy trong lòng, nhưng tôi chấp nhận vì ý kiến của anh. Thì thoảng ngày nghỉ, tôi lại đến chơi với con trai của Hoàng. Bé càng ngày càng lớn, đã không còn là một cậu nhóc nhút nhát ngày nào mà được tôi cứu nữa. Hôm nay là ngày rỗ của chị Thủy, bởi vậy tôi lên chùa thắp hương, làm một chút lễ Xong xuôi tôi lái xe về Hà Nội Dạo gần đây có một tiệm bánh mới mở Nổi tiếng ở gần quận Hoàng Mai Thật ra cửa hàng bánh này Nổi tiếng trong Sài Gòn từ trước Hôm nay mới mở thêm một chi nhánh Ngoài Hà Nội Nghe đầu ngót nghét 5 tháng trôi qua Mà khách mua hàng còn đông lắm Trùng hợp là con anh Hoàng Rất mê bánh kem của cửa hàng này Vậy vậy tôi tiện Sẽ qua và mua luôn cho cậu nhóc hôm nay không phải là cuối tuần vậy mà quán cũng có khách chủ yếu người ta đặt hàng qua điện thoại nên cũng ít hơn bởi vậy lần sau tôi phải làm như thế đặt hàng qua mạng nhanh chóng và tiện lợi tôi đưa mắt lên nhìn hóa ra cửa hàng này có tên là mây tiệm bánh hy vọng tôi thoáng giật mình mây chính là biệt hiệu mà ngày xưa quân đã đặt cho tôi tôi gõ nhẹ vào đầu mình như muốn nhắc nhở bản thân đừng suy nghĩ nữa đừng nói về quân nữa hai năm qua tôi thử đi tìm anh có lần hỏi những người bạn của anh họ đều lắc đầu lực bất tòng tâm chả nhẽ anh lại biến mất như vậy sao không biết bây giờ anh sống có tốt không nhỉ sau khi nhận lấy túi bánh được gói cẩn thận tôi bước lùi lại không để ý mà va phải một người số bánh được chuẩn bị được người ấy đặt lên trên kệ rơi xuống đất tôi hốt hoảng cúi xuống theo phản xạ tự nhiên và nhặt những chiếc bánh lên tôi xin lỗi tôi không cố ý không sao đâu là lỗi của tôi giọng nói này có chút quen thuộc à không mà là vô cùng quen thuộc tôi nhanh chóng đứng dậy ngừng mặt lên người ấy vội vàng quay lưng rời đi nhưng mà tôi vội vàng hét lớn anh quân anh đứng lại em biết là anh mà cuối cùng những bước chân của người ấy dừng lại khoảnh khắc người ấy quay mặt tôi biết mình nhận ra chính là quân không ngờ sau bao nhiêu lần tìm kiếm không được thì hôm nay vô tình lại có thể nhìn thấy anh chúng tôi chọn một không gian yên tĩnh trên tầng hai lúc này chỉ có tôi và quân tôi chủ động quan sát anh hai năm không gặp trong anh có rất nhiều thay đổi. Đã lâu không gặp. Hai năm qua, cuộc sống anh ổn chứ? Cũng có thể nói là ổn. Còn em thì sao? Em bình phục hẳn rồi. Như vậy là tốt quá. Hai năm qua em từng đi hỏi nhưng không ai biết tung tích của anh cả. Anh muốn đi xa, một cách lặng lẽ. Vậy, hai năm qua anh đã làm gì? Ừ Anh đã lập nghiệp trong đó Và Anh làm nghề tay trái Thấy chưa Em biết ngay mà Tiệm bánh này là của anh Nhìn thấy anh thế này Tâm trạng của em cũng vui hơn một chút Bà nội thế nào rồi anh Anh xin lỗi vì đưa bà nội đi Mà không thông báo cho em Bà nội nhớ em lắm Bây giờ đang trong Sài Gòn Vậy thì em phải bay vào đó để thăm nội ừ anh đi cùng em vậy hai năm qua anh đã quên được em chưa còn em em không thể nào quên được anh em đọc bức thư năm xưa anh nhờ người chuyển cho em rồi chứ ừ em đọc rồi nhưng mà em không thể nào quên được nhưng anh nói với em là em quên anh đi cơ mà em cũng muốn lắm nhưng em không thể em rất nhớ anh hai năm trôi qua rồi những chuyện cũ cũng ngủ yên rồi em dũng cảm bỏ hết hận thù trong lòng rồi anh à anh có thể từ bỏ hết tự ti đó có được không anh có lỗi với em nếu như thấy có lỗi với em anh có thể ở bên cạnh chăm sóc em một lần nữa có được không chúng ta có thể quay về bên nhau chúng ta có thể cho nhau một cơ hội có được không anh quần đứng dậy không nói gì ôm chầm lấy tôi Hai đứa khóc nức nở Như chưa từng có cuộc chia ly Cái ôm rũ bỏ bao nhiêu muộn phiền Sự nhung nhớ và ngăn cách Anh thực sự nhớ em Nhưng anh không thể nào tha thứ cho chính mình Chỉ cần anh nói đồng ý thôi Cho dù mất bao nhiêu thời gian Em cũng chờ đợi anh tha thứ cho bản thân mình Bởi vì em nhận ra một điều Em cũng rất yêu anh Em không thể đánh mất anh được Chúng ta thử bắt đầu lại một lần nữa Lần này anh cố gắng Không phải vì riêng anh Không phải vì riêng em Mà vì chúng ta Bởi vì anh chưa từng hết yêu em Tôi mỉm cười Vậy là từ ngày hôm nay Chúng tôi lại viết lên một cái kết hạnh phúc Cho một chuyện tình sang giờ Có thể là ai đó Hoặc cả hai chúng tôi đều đã sai Chẳng biết từ bao giờ Nhân duyên ấy chẳng được mấy ngày vui, lòng hai người có thể còn rất yêu nhưng lại ngang trái. Nếu một lần nữa nghĩ tới nhau là một lần tổn thương, hay bây giờ mình buông ra và chấp nhận. Tôi và Quân nên viết một cái kết đẹp cho câu chuyện tình của mình, đã bị quá khứ cho ngủ quên hai chữ hạnh phúc. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 9, cũng là tập cuối của câu chuyện Tình trong đêm tối được viết bởi tác giả Nguyễn Phương Linh. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi trưa ngày hôm nay. Và quý vị có cảm nhận như thế nào về câu chuyện này? Quý vị hãy để lại bình luận dưới video này cho Tâm An được biết với nhé. Tâm An rất là vui bởi vì cái kết của câu chuyện này viên mãn vô cùng. Sau 2 năm thì mọi thứ lại trở về quỹ đạo giống như ban đầu ai trong lòng cũng tha thứ cho quá khứ của mình đúng là phải tha thứ cho bản thân mình trước thì mới có đủ dũng cảm để bước tiếp với người tiếp theo tâm an biết được rằng là cái chàng trai tiên quân này cảm thấy không xứng đáng đối với phương nhưng bởi vì có sự tha thứ của phương và anh cũng tha thứ cho bản thân mình thế nên đến bây giờ hai người mới có kết quả như vậy rất rất là vui đúng không quý vị và ngày mai thì tâm an sẽ gửi tới cho quý vị một câu chuyện mới quý vị cùng theo dõi xem đó là bộ chuyện nào nhé còn bây giờ thì cho phép tâm an xin được chào tạm biệt tất cả quý vị chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui thật nhiều hạnh phúc xin chào và hẹn gặp lại